Rồi quay trở lại câu hỏi là làm sao hướng dẫn cha mẹ theo truyền thống thì xin thưa là tùy theo quý vị phải xét coi cha mẹ quý vị tùy căn tánh của cha mẹ quý vị đó là thuộc loại nào. Đối với cái người mà nhiều đức tin á. Đó... Chờ xin với người nhiều đức tin á thì uh, rủ cha mẹ, ha, rủ cha mẹ đi những cái dịp lễ ví dụ như là lễ dân y ca thi ná mà không biết là đợt này uh, dịch bệnh như vậy thì có dân y không thì không biết chắc uh, thôi tùy theo phước đây uh, nói chung là những cái lễ đó những cái dịp lễ uh, ví dụ như lễ dân y uh, rồi uh, những dịp lễ như vậy đó thì nếu như cha mẹ mà nặng về niềm tin đó, tức là việc tự suy xét thôi tin người thích tin cái này tin cái kia đó. thì dẫn cha mẹ đi lễ thì nhờ những dịp lễ đó rồi uh, sẽ tiếp xúc dần và nghe pháp hmm. hoặc là um, rủ cha mẹ cho tăng uh, quý vị đừng có nghĩ là che tăng nó phải tốn kém tại vì uh, có những cái buổi lễ che tăng thì mình thật sự nó không có tốn kém đâu ừ, quý vị hỏi giá nó kỳ chứ còn ừ, quý vị uh, Nó kiểu đi chợ mà nuôi ăn hai ba người ba bốn người năm sáu người bao nhiêu tiền thì quý vị đi chợ quý vị biết hả rồi um, thì khi mà thỉnh che tăng á thì quý vị thỉnh uh, cái vị uh, trong số chữ tăng thì có vị thuyết pháp À thỉnh một cái bài pháp đấy thì à, như vậy thì nó cũng sẽ tạo điều kiện để cho cha mẹ tiếp xúc gần gũi à, với phật pháp ừ. rồi à, nếu như mà cái đối với cha nhà mà cha mẹ mà nhiều trí tức là cái gì cũng phải có lý lẽ thuyết phục được thì à, khuyến khích cha mẹ tham gia những khóa thiền đương nhiên những khóa thiền ở đây những khóa thiền nghiêm túc đàng hoàng ngon lành À, thì à, khi tham gia à, những khóa thiền thì à, cha mẹ sẽ dần có cái tiếp xúc và dần có hảo cảm đối với phật giáo nguyên thủy. À, tùy căn cơ sở tánh, rồi quý vị phải xem có cha mẹ có sở thích gì à, thì à, có những cái bài pháp mà thích hợp với cha mẹ thì để cho cha mẹ nghe, tùy sở thích để mà nghe pháp. Chứ còn mà bây giờ quý vị kêu mà mở kinh ra đọc thì e là khó à, nhất là kinh nguyên thủy à, có chịu đọc hay không mà đọc thì đọc được mấy trang tại vì nó thẳng à, kinh nguyên thủy thì dành cho người trí nhiều như dành cho người đức tin nhiều một cái kiểu mà lễ bái sám siết này nọ thì không có thành ra khi đọc á phải có sự đầu tư chất xám sẽ nhìn suy tư mà chính bởi vì kinh tạng mà phải nhìn phải suy tư á nhiều người họ đọc với họ buồn ngủ chết nó kẹt vậy đó ờ, thành ra thì cái bước đầu á bước đầu à bước đầu thì nên 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 nên, nên, nên. Ờ, cho cha mẹ nghe những cái bài pháp thích hợp với cái sở thích của cha mẹ Uh, có một số uh, bài pháp mà sư nghĩ là uh, nghe thì cười vui tính và nó cũng có những cái ý vị sâu xa uh, ví dụ như hòa thượng Vũ chánh uh, hoặc là uh, ngài giác nguyên đấy uh, ví dụ như là quý vị cần nghe về tam bảo ví dụ tam bảo sư si giác nguyên chẳng hạn uh, rồi uh, nghiệp quả rồi sư si giác nguyên uh, ví dụ như vậy uh, thì nghe cái kiểu mà mới mới tiếp xúc mới tiếp xúc à, mà nghe những cái người mà tương đối ít nghiêm túc nhưng mà nghiêm túc thì nó sẽ dễ tiếp thu dễ gần gũi hơn ừ? rồi à...